kỹ năng tìm kiếm và khai thác thị trường xuất nhập khẩu, các công cụ để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại là chủ đề lớp tập huấn do Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Vũng Tàu tổ chức. Gần 150 đại biểu đại diện cho các sở ban ngành và doanh nghiệp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia tập huấn. Tại lớp tập huấn tìm kiếm và khai thác thị trường xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp đại diện các sở ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phổ biến một số chính sách và cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những cơ hội thách thức trong thực hiện cam kết các hiệp định. Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng khai thác thị trường xuất khẩu, cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại.